Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Từ quý vị, tôi Đoàn Trọng xin nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Sáng nay thì chắc lẽ quý vị đã thấy tại sao trên màn hình chỉ có một mình tôi, vì anh Tuấn bận sáng nay và chắc lẽ có thể đang trên đường đi đến để cùng với quý vị qua cà phê sáng. Tất cả khí hậu và thời tiết sáng nay thì chắc lẽ chúng ta hy vọng đón nhận được một cái gọi là một cái cơn nóng nó dịu xuống. Sau khi hôm nay nhiệt độ đo được vào sáng nay thì cỡ khoảng 70 độ. Nhưng mà trưa nay thì kính thưa quý vị, nhiệt độ cũng vẫn tiếp tục ở khoảng vào độ 86 độ trưa hôm nay. Kính thưa quý vị, lại dĩ nhiên thì chúng ta trong những ngày qua đã đón nhận những cái cơn nóng ở khắp nơi trên Hoa Kỳ. Và ngày càng ngày thì cho thấy càng dấu hiệu có nhiều trái đất có nhiều sự thay đổi. Có một cái điều lấy làm lạ là đến bây giờ thì chắc lại mùa thu, mùa hè sắp đến và là mùa thu sẽ bước đến. Nhưng mà những cái cơn nóng thì là cứ tiếp tục gia tăng. Trong lúc đó thì kính thưa quý vị, chúng ta hướng về những tiểu bang ở miền Đông Bắc, giống như tại những tiểu bang miền Nam thì hiện nay đang đối diện với những cái cơn sốt có thể nói rằng làm cho người ta suy nghĩ đến một sự kiện. Trái đất này thật sự đã có nhiều sự đổi thay. Trước hết thì chúng ta nói đến tiểu bang New York. Kính thưa quý vị, tất cả những dòng nước tuôn chảy ra ào ào đến tất cả các nơi ở tiểu bang New York. Và đây là một trong những sự kiện cho thấy trong 8 ngày qua đã có những cái cơn mưa gọi là nặng hạt tuôn nước xuống toàn bộ trên thành tiểu bang của New York. Nếu quý vị có điều kiện đến New York từ Albany trở lên thì trên con đường gọi là phía trên up New York thì rất nhiều con sông và quý vị đã thấy nhiều cái thác, và một trong những cái thác lớn đã đổ nước xuống. Và hiện nay thì thống đốc Cuomo đã tuyên bố tình trạng gọi là khẩn cấp cho tiểu bang. Có thể nói rằng tất cả những chiếc trực thăng đã lần lượt bay lượn ở những cái nơi mà nước đã ngập và lan tràn đến nhà họ và cứu tất cả những người đó ra. Bên cạnh đó thì kính thưa quý vị, tại tiểu bang Pennsylvania cũng là một trong những sự kiện mà làm cho người ta suy nghĩ về vấn đề gọi trái đất này như thế nào. Kính thưa quý vị, New Pennsylvania và New Jersey cùng hứng chịu những cái cơn lụt trong 3 ngày vừa qua liên tục. Tất cả những dòng nước liên tục đổ xuống tất cả những cái miền quê ở Pennsylvania, và đến bây giờ thì chắc lẽ tất cả những nhân viên cứu hộ đã có mặt ở khắp nơi Pennsylvania và lần lượt cứu hết tất cả những người gọi là nạn nhân của cái cơn lụt ở Pennsylvania ra khỏi nơi họ cần phải đưa đến một cái nơi an toàn hơn. Và ở tiểu bang Texas thì chắc lẽ quý vị cũng không thể lấy làm ngạc nhiên khi Texas lại thêm hứng chịu sau những cái cơn nhiệt gọi là làm cho người ta rất khó chịu khi nhiệt độ lên tới 105 độ. Thì đến bây giờ lại phải hứng chịu thêm một cái cơn lụt. Và kính thưa quý vị, nhìn thấy những dòng nước tràn ra và hệ thống đường xá ở tại hai tiểu bang New York và tại New Jersey, kính thưa quý vị, đã là một trong những sự kiện cho thấy rằng là tất cả những cái vấn đề thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt đối với Hoa Kỳ. Và hiện nay thì tất cả các tiểu bang miền Đông Bắc như chúng tôi vừa gửi đến quý vị, tiểu bang New York, tiểu bang Pennsylvania, tiểu bang New Jersey đã gánh chịu những cái nạn lụt có thể nói rất là nguy hiểm. Và bên cạnh đó thì tiểu bang Texas cũng là một trong những cái tiểu bang phải gánh chịu, và đường xá đi lại một vài nơi có thể đã bị tắc nghẽn. Đây là một sự kiện cho thấy có nhiều dấu hiệu thay đổi khí hậu như chúng tôi đã trình bày quý vị với ban nãy. Kính thưa quý vị, đó là chuyện khí hậu và thời tiết tại Hoa Kỳ. Nhưng đến sáng nay thì kính thưa quý vị, chúng ta nói đến những cái điều gì trước tiên? Chắc lẽ chúng ta phải nói đến một trong những cái sự kiện Bloomberg. Và 20 triệu đô la cho một cái công cuộc chống thuốc lá. Kính thưa quý vị, hãng Bloomberg, thông tin Bloomberg đã đưa ra 20 triệu đô la để cho một cái chiến dịch chống thuốc lá. Kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi đưa cái tin này lên hàng đầu tất cả những cái tin mà có thể nói quý vị cần biết đến ngày hôm nay, thì kính thưa quý vị, vấn đề chống thuốc lá là một trong những sự kiện. Hồi nhỏ lúc mà tôi còn đi học thì thấy ai để cái gói thuốc trong túi áo thì thấy thích thú. Nhưng đến bây giờ ở tại Hoa Kỳ mà thấy người nào để trong cái túi áo một cái gói thuốc lá thì hình như mình cảm thấy mới có một cái sự gì phiền toái. Và kính thưa quý vị, bởi vì vậy nên tất cả các công ty Hoa Kỳ, tất cả những cái chiến dịch gọi là chống thuốc lá Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng, do dù thuốc lá càng ngày càng tăng giá. Và Bloomberg đã bỏ ra 20 triệu đô la cho cái cuộc chống thuốc lá này. Tổ chức của nhà tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg hôm nay đã tuyên bố, ông công bố tên của các tổ chức được chọn để điều hành SDOP, một cái cơ quan chống thuốc lá phi chính phủ.
với ngân sách là 20 triệu đô la cho 3 năm, đặc trách việc vạch trần những cái chiến lược gọi là đánh lừa dư luận. Kính thưa quý vị, rất nhiều cái tờ là chiến dịch đánh lừa dư luận và có thể nói làm cho người ta quên đi để cứ tiếp tục hút thuốc lá. Và đây là một trong những cái chiến dịch mà đã cho thấy rằng kết quả của cái sự thăm dò cho thấy là có trên 7 triệu người đã bị chết vì thuốc lá. Thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện mà chúng tôi gửi đến quý vị sáng nay. Là dĩ nhiên cái sự tự do của mỗi người hút thuốc, nhưng quý vị cũng biết rằng bên cạnh đó, thứ nhất là rất nhiều người ở bên cạnh mình không đồng tình với cái khói thuốc nhả ra của mình. Và nếu quý vị mà có thể nói cứ vi phạm luật lệ, cứ tiếp tục hút thuốc ở những nơi mà người ta không cho phép quý vị hút thuốc, đó là một cái sự kiện làm rất nhiều người, chúng tôi không chưa nói đến vấn đề luật pháp, chúng tôi nói đến với cá tính của con người, rất nhiều người họ không đồng ý đó. Và đặc biệt vấn đề trong gia đình cũng vậy nữa, chúng ta sử dụng hút thuốc lá, nếu chúng ta không tôn trọng mà hút thuốc trong nhà, con cái chúng ta, những người thân của chúng ta sẽ ảnh hưởng của thuốc lá rất nhiều. Đó là một sự kiện mà chúng tôi nghĩ rằng qua cái chương trình hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Một trong những cái sự kiện hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị, đó là vấn đề một trong những vị lãnh tụ công giáo ở tại Úc, một trong những người có thể nói có tiếng tăm và là quyền lực về vấn đề tôn giáo ở Úc. Đó, kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện đó cho thấy rằng là cựu tổng giám mục Úc, đó là Winston, đã bị kết án 1 năm tù. Sau khi các vụ mà cho thấy rằng là ông đã lạm dụng tình dục trẻ em, che giấu cái sự lạm dụng tình dục của trẻ em của một linh mục, và điều mà người ta nói rằng liệu ông tổng giám mục, một trong những chức sắc cao cấp của giáo hội công giáo Úc, có phải vào tù ở như tất cả những người khác không? Kính thưa quý vị, câu trả lời là không. Vì vị giám mục hôm nay thì theo bên phía chính quyền của Úc cho biết rằng ông được thọ án ở nhà, và tổng giám mục Winston là chức sắc cao cấp nhất của giáo hội công giáo thế Úc, và đặc biệt là thế giới, ở trên chức sắc của giáo hội công giáo thế giới, đã bị tuyên án tù về tội danh như vậy. Trong gần đây thì chắc quý vị cũng đã thấy nhiều cái sự kiện cho biết rằng là tất cả những trẻ em cũng giống như tất cả những người mà đã từng có những liên quan đối với những vị tu sĩ, đặc biệt là vị linh mục giám mục của giáo hội công giáo, có thể thời gian hồi còn nhỏ nhưng họ đã đứng đơn thưa kiện lại, và cái một trong những cái tội danh gọi là lạm dục tình dục sex harass đã bị đưa ra và tất cả cái nơi phiên xử công khai. Và ở tại Úc thì chắc là quý vị đã thấy tình cảnh một trong những sự kiện quan trọng mà đã diễn ra, kính thưa quý vị, đó là vấn đề lạm dụng tình dục, và ông Tám, tổng giám mục giáo phận Úc, một trong những cái gọi là chức năng cao cấp nhất, đã bị ở tù. Nhưng hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái tin đặc biệt, đó là ông được thọ án tại nhà. Sáng hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi theo dõi chuyến đi của cộng đồng người Việt quốc gia ở khắp nơi trên California có mặt tề tụ về đến Sacramento. Hôm nay thì Ủy ban chuẩn chi Hạ viện của tiểu bang California đóng tại Sacramento sẽ có một cái buổi điều trần chuẩn chi về dự luật SB 895. Kính thưa quý vị, hôm nay tính được thì tất cả những người Việt hiện nay đang cư ngụ tại miền Nam California, bao gồm San Diego, tối hôm qua đã tề tụ tại Đức Tượng Đức Thánh Trần và lên đường đi bởi một chiếc xe bus gồm trên 50 người và một chiếc xe minivan nhỏ gồm có 15 người. Họ đã khởi hành vào lúc 12 giờ đêm hôm qua và hiện nay chỉ còn cách thành phố Sacramento khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và hôm nay thì họ sẽ có mặt ở ban chuẩn chi của Hạ viện cùng với tất cả các bạn đồng hành của họ ở tại San Jose, ở tại Sacramento, ở tại San Francisco, ở tại Fresno để đưa ra những cái ý kiến nhận định về vấn đề sẽ đạo luật SB 895 sẽ được chấp thuận, để hy vọng rằng tất cả những sách giáo khoa của các em học sinh học ở tại California đều được học đến và biết đến cái tiến trình và cuộc hành trình của những người Việt đến định cư tại Hoa Kỳ như thế nào. Kính thưa quý vị, và hôm nay thì có một em bé, tôi nói em bé đó là được sinh ra ở tại Hoa Kỳ và là một trong những người đã từng phục vụ trong binh chủng hải quân và hiện nay là phó chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, cũng sẽ có mặt để điều trần tất cả những cái sự kiện về cuộc đời của cô, cuộc hành trình của cô, của một người tị nạn được sinh ra và lớn lên như thế nào.
kính thưa quý vị, đồng tác giả với dự luật SB 895 đó là bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một trong những vị thượng nghị sĩ đại diện cho địa hạt 34. Và hiện nay thì bà cũng là một trong những người đang tranh cử chức vụ tái nhiệm thêm một lần nữa ở chức vụ thượng nghị sĩ. Bà là tác giả cùng với một vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đưa ra cái dự luật SB 895. Đây là một sự kiện trông chờ của cộng đồng người Việt chúng ta. Chắc quý vị đã biết trong cái tiến trình đến định cư tại Hoa Kỳ, người Việt đã vấp phải và có thể nói phải chống đối lại tất cả những gọi là cái dạng đạt đường doan gian nguy khó khăn nhất trong cuộc hồi của họ. Và bao nhiêu người bạn đồng hành của họ đã bỏ xác ra đi trên cái con đường tìm tự do của họ. Và không một lý do gì, tất cả những người Việt đến đây, con em của họ không được nhắc nhở và không được biết đến trên sách giáo khoa về những tiến trình của những bậc người, những người dẫn dắt họ đến định cư tại cái quốc gia phồn vinh này. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người quân nhân cán chính của quân Việt Nam Cộng Hòa, họ đã bị, có thể nói, trong một cái thời gian tù đầy rất nhiều sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Và họ đã được đi đến định cư tại Hoa Kỳ trong một cái chiến dịch gọi là HO. Họ cũng có thể phải ghi vào trong cái lịch trình và trong cái nghị trình tất cả những sự kiện đau khổ của họ, những sự đàn áp ngược đãi của họ. Và đến bây giờ gia đình họ thành công như thế nào? Kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện mà hôm nay chúng ta trông chờ vào ủy ban chuẩn trị của Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ viện của tiểu bang California tại Sacramento quyết định. Và đây là một, nếu mà đạt được những cái điều mong muốn như tất cả những gì của trên 15.000 người đã ký vào thỉnh nguyện thư và tất cả những người đã gián tiếp hoặc trực tiếp đồng tình ủng hộ cho cái dự luật SB 895, và đây là một trong những cái thành công lớn lao của cộng đồng người Việt chúng ta. Chúng ta ra đi mang theo quê hương, mang theo bao nhiêu cái niềm đau khổ, và chúng ta phải giữ lấy những cái gì gọi là căn bản của cuộc hành trình của những người tị nạn. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giải đáp.